Người cả gan dám trộm đồ của lão gia. Tội của người này xin để tôi chịu thay cho. Ai làm người đó chịu? Bắn nó theo lên. Thí chủ, các vị đừng mê mờ bất giác nữa. Không phải chuyện của người, thế ra. Nữ thí chủ, đem đồ cô lấy trộm của họ trả lại đi. Nữ thí chủ, vì sao lại luân lạc đến đất này? Tôi và gia đình mình chạy nạn tới đây. Cha tôi không may bị thương nặng. Tôi nghe nói ở chùa Thiếu Lâm có vị bất đạo ông không hiểu Phật pháp, vì vậy một mình tôi lên đường đến xin ngài gia hộ cho gia đình. Bất đạo ông, xin hỏi chùa Thiếu Lâm ở đâu vậy? Từ đây đi thẳng theo hướng nam. Hả? Nè, nữ thí chủ, cô đừng có nghĩ quẩn. Tuy cô có làm sai một chút, nhưng cũng đừng nên quở trách mình. Chỉ cần biết sai mà sửa là được rồi. Chuyện về bất đạo ông cũng chỉ là nghe nói, tôi cũng chẳng biết là nên đi hay không nên đi nữa. Vậy là không đúng. Cô đã có lòng cầu Phật thì trước nhất phải có lòng tin, mới có cơ hội đạt đến mục đích. Nè, ê, nè, cuộc đời của một con người chỉ có mấy chục năm thôi, trừ đi lúc trẻ không hiểu biết và khi già thể lực yếu đuối, trừ thêm thời gian ngủ nghỉ, còn lại bất quá chỉ hơn một vạn ngày. Chúng ta tất phải nắm bắt lấy thời gian quý báu, làm nhiều việc thiện để bù đắp cho lỗi lầm. Hả? Nè, cô bị sao vậy? Bị cháy rồi kìa. Tôi dập tắt rồi. Quần áo của tôi đã khô rồi, hay để tôi thay lại đồ của mình. Sư phụ, cảm ơn thầy. Tôi vốn là một cô gái phàm tục, đi cùng sư phụ đến chùa Thiếu Lâm e rằng không tiện lắm. Tôi đi trước đây, thầy hãy bảo trọng. Tên của tôi gọi là Thỏ Con. Thỏ Con. A Di Đà Phật. Thank you.
Sư huynh ơi, hôm nay hình như đã lạnh hơn mấy hôm trước đó. Đúng vậy. Hay là mình... Cái gì? Đệ là muốn về sớm hả? Tịnh Đức à, mai sáng sớm sư đệ đến đây châm thêm dầu vào đèn nha. Sư phụ, quan trọng là phải ghi tên ông chủ Trầm Dương của tôi vào danh sách, cuốn 200 lượng bạc. Thi chủ công đức vô lượng. Tịnh Đức. Dạ, có con. Vì thầy ở sau núi đó đã tỉnh dậy chưa? Con đã cho thầy ấy dùng cháo nóng rồi, nhưng mà sức khỏe thầy ấy còn rất yếu. Người này thành khẩn như vậy, chắc muốn thỉnh giáo với Thanh Tăng đó. Đã quỳ trong tuyết 3 ngày 3 đêm rồi, có điều gì muốn cầu xin? Cầu xin đại sư an tâm cho con. Tâm con bất an hay sao? Tuy con dốc lòng cầu đạo, nhưng có lúc tâm lại bất an. Đem tâm ra đây, ta an tâm cho. Con không tìm ra cái tâm bất an của mình. Ta đã an tâm cho con rồi đó. Xin đại sư nhận con làm đệ tử. Con cầu pháp với ta, sao không tỉnh ngộ chính mình trước?
dược tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, nhược tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Con đã quyết tâm chặt đứt cánh tay để cầu pháp, vậy còn gì mà không được chứ? Đây ta cho con pháp hiệu là Huệ Khả. Ê, mau! Tiền nhân vào hôm nay khoảng hơn 300 lượng đó.